when everyone folds your forge to holes. Oh, you're chasing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies. Roll the dice. Sorry, I. You got me tiptoeing around you like you made a glass. Use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is back, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you made a blast. Bơi nãy giờ thì có đã không mấy đứa? Đã. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa đang chơi một cái trò chơi cảm giác mạnh ở dưới miền quê, là đu cái sợi dây từ cái cây ra ở ngoài bờ hồ. Cái trò này á thì nói thật cho mọi người là nó rất là đã luôn. Nhưng mà hôm nay á, anh muốn thông báo cho mấy đứa một cái tin rất rất là vui nữa, là kênh YouTube của mấy em mình nó vừa mới cán được cột mốc là 4.4 triệu người đăng ký. Như theo lời đã hứa thì đợt này anh sẽ dắt mấy đứa lên quay trở lại Suối Tiên nha. Dạ. Cách đây hơn 3-4 năm trước á, thì lúc mà Văn với Quỳnh Thái này kia còn nhỏ nhỏ thì có một lần Sang dắt mấy đứa lên trên Suối Tiên để chơi. Nhưng mà đợt đó thì mấy đứa nhỏ quá chưa được chơi trò chơi mạo hiểm đúng không? Dạ. Đợt này thì sau mấy năm á, thì mấy đứa nó cũng đã lớn hơn rất là nhiều rồi. Nên đợt này Sang nói với mấy đứa sẽ quay trở lại Suối Tiên để chơi tất cả những trò chơi mạo hiểm ở công viên nước Suối Tiên nha. Dạ. Để ăn mừng 4.4 triệu người đăng ký vì sự quan tâm giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây, đã ủng hộ cho Sang trong suốt thời gian qua nha mọi người. Còn bây giờ thì để đi á, mấy đứa sẽ về nhà chuẩn bị cho anh một bộ quần áo ha. Dạ. Tối nay thì mấy đứa nó sẽ qua nhà Sang, xong rồi Sang với mấy đứa sẽ bắt một chiếc xe khách đi từ dưới nhà Sang lên trên thành phố. Con là bối bối. Con là bối bối. Tối nay thì con ăn mì tôm cùng với mấy chú nha. Dạ. Bây giờ là 9 giờ tối nha mọi người. Mấy đứa thì nó cũng vừa từ nhà của mấy đứa chạy xe qua phía bên nhà Sang, để sáng mai mình sẽ chuẩn bị từ nhà Sang đi lên trên phía trên thành phố ha. Thì từ nhà Sang mà qua bên nhà mấy đứa thì nó mất khoảng tầm 20 phút đi xe. Nhưng mà bị một cái là phải băng qua cái đoạn rừng á thì mới qua được bên đây. Nên mấy đứa tranh thủ hôm nay để sáng mai đi sớm, không phải là chạy qua bên đó rước mấy đứa. Tối hôm nay qua nhà anh á, thì không có gì đãi mấy đứa. Nên đây có mấy gói mì tôm, mình sẽ nấu mì tôm ăn nha mấy đứa. Dạ. Đây là có mấy đứa thì nấu mấy gói mì tôm nè. Bên đây thì Văn nó còn luộc mấy chục cái trứng gà đó để bỏ vô mì tôm ăn cho đã. Tối nay còn đây là cái chỗ mà vợ Sang hay dùng để quay video mấy người. Có lẽ là tối nay Sang mấy đứa sẽ ngủ ở ngoài đây cho nó mát mẻ và thuận tiện với nha. Con lên võng nằm nghỉ đi, ngủ đi. Dạ. Không phá nha. Dạ. Bỏ lên đi. Rồi nằm yên đó nha. Dạ. Trứng nãy giờ Sang với mấy đứa luộc cũng đã sôi rồi. Rồi Văn vớt hết trứng ra đây. Ui luộc quá rồi, hết hồng đào rồi. Vớt hết trứng ra lột rồi xong mới rồi cho vô mì tôm nha. Tối nay thì ăn mì tôm trứng luộc. Mới đầu sẽ định là luộc trứng hồng đào, nhưng mà quá lửa mọi người thì nó chín hết luôn. Đó, mỗi tô là 4 trứng nha. Cái mì tôm thì Sang cũng đã nấu xong nha mọi người. Bây giờ thì mời mọi người cùng với Sang cùng với mấy đứa mình sẽ ăn mì tôm tối nay nha. Dạ. Ăn cho thật ngon nha mấy đứa. Dạ. Để mai có sức mình chơi trò chơi nha. Thôi ăn thôi. Ăn xong rồi chuẩn bị khởi hành lên được. Mời tất cả mọi người ăn cùng Sang nha. Đây một trứng nè. Gắp một trứng ăn đi mà. Dạ. Mời tất cả mọi người nha. Rồi ăn đi mấy đứa. Con mời tất cả mọi người. Rồi. Ui. Rồi, ăn nguyên trứng luôn nha. Có muỗng không? Ba muỗng hả?
À, một lần ăn hết một trứng luôn mọi người. Đây, mà mọi người cũng ăn cùng Sang nha, một lần là Sang ăn một trứng luôn. Xong gói bị tôm thì cũng đã no phải mấy đứa? Dạ. Nên bây giờ thì mấy anh em mình sẽ khởi hành lên đường nha. Dạ. Chuyến này đi thì có 6 đứa với Sang nữa là 7 mọi người. Có Thái với Dảnh thì có việc bận không đi được nên phải hẹn một dịp khác nha. Bây giờ thì mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cùng anh đếm 1, 2, 3 rồi mấy anh em mình sẽ khởi hành đi nha. Dạ. Rồi 1, 2, 3. À, nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã tới công viên nước Suối Tiên rồi nha mọi người. Bây giờ thì anh với mấy đứa sẽ đi mua vé. Dạ. Cũng như là đi vào phía trong Suối Tiên để chơi tất cả những trò chơi mạo hiểm nha mấy đứa. Dạ. Giờ mình sẽ vào đây mua vé. À, ở đây Sang vừa mới mua vượt 7 vé chơi những cái tất cả những cái trò chơi mạo hiểm nha mọi người. Bây giờ thì sẽ di chuyển vào trong nha. Đi lên đây mấy đứa. Đi đi đi. Cầm nhanh này đi. Cầm máy nha, coi như rớt vé nha. Đi đi. Rồi cứ đi lên phía trên đi mấy đứa ơi. Rồi vào trong. Giữ vé nha mấy đứa, đừng có bỏ rớt nha. Dạ. Tại vì cái vé này là cái vé mà chơi được nhiều trò chơi cho mọi người. Tới đâu thì người ta xé tới đó. Sang đây với đứa đã vào trong cổng rồi. Giờ đi qua mé đây đi mấy đứa. Dạ. Mình đi kiếm một cái bản đồ nha. Dạ. Để xem cái vị trí của trò chơi. Tại vì trong đây thì lâu lắm rồi Sang mới có dịp đi lại mọi người. Với lại là nó rộng á, nên mình phải kiếm cái bản đồ đã. Wow. Thì có rất nhiều trò chơi nha mấy đứa. Dạ. Có trò chơi cảm giác mạnh cũng như là có trò chơi tham quan. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ chơi trò chơi tham quan trước nha. Dạ. Còn trò chơi cảm giác mạnh thì một tí xíu nữa mình sẽ chơi sau ha. Dạ. Tại vì Sang với mấy đứa di chuyển lên đây ngồi xe thì cũng mệt quá rồi mọi người. Nên giờ mà lên vòng xoay này kia thì sẽ sợ không chịu nổi. Phía trước mà Sang đây là có thủy cung nè. Đi. Giờ mấy anh em mình sẽ đi mua vé vào phía trong thủy cung nha. Dạ. Đây, đây, mỗi đứa một vé. Có chưa? Này, Sang cũng đã mua xong 8 vé để vào tham quan nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển vào phía trong để tham quan thị cung nha. Mấy đứa đi trước. Quỳnh còn nhớ chỗ này không Quỳnh? Nhớ. Lúc trước mình có vô đây thăm cá sấu đúng không? Dạ. Trong đây thì hơi tối mọi người. Ồ, cá sấu quả tiễn. Ồ, cái chim, có vi ra nha. Có tôm. Bự không? Ồ, cá điêu hồng nữa kìa. Ồ, con kia mới bự kìa. Ồ, con cá hai tượng long mọi người. Quá trời bự luôn, cái này chắc bự bằng Quỳnh luôn. Con này chắc bự bằng Quỳnh luôn mọi người. Con kia mập lắm kìa. Thôi ơi. Con này chắc mấy tà luôn quá. Nhằm khen luôn. Rồi trước đi thì nó không bự cái này mọi người. Sau mấy năm quay lại thì ôi nó bự kìa. Trời ơi, con kia vàng khe luôn kìa. Bự lắm mọi người. Hết rồi hả? Hết rồi. À vậy là thủy cung này chỉ có một tí xíu thôi mọi người, có vài con cá thôi. Rồi đi lên, đi lên. Thì Sang mấy đứa đã tham quan xong thủy cung rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên để đi kiếm cái gì khác để tham quan tiếp nha. Tham quan xong thủy cung mọi người, bây giờ thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi lâu đài pháp thuật nha. Cầm cho anh đi. Rồi đi. Coi chừng rớt mất nha. Rồi đi thôi, đi thôi. Đi trước đi. Đi từ từ với Minh không, con ma nó bắt á. Dạ. Đi lâu lâu. Không thấy đường gì hết. Từ đầu nhìn nhau đi. Đi giống mũi tên á, đi theo giống mũi tên á.
Sao nhìn nó mùi vậy? Thôi quá. Đi theo dõi mùi tên á. Nó nhìn mình kìa. Đi theo gió mũi tên, đi theo gió mũi tên. Như mấy đứa vừa mới tham quan cái lâu đài phép thuật ra xong mọi người. Ở trong đó thì nó rất là tối luôn. Sao không biết là có quay thấy gì cho mọi người xem hay không. Nên mọi người cũng thông cảm á. Cái cảm giác của mấy đứa sau khi mà chơi cái trò chơi đó sợ. Rất là sợ luôn đúng không? Dạ. Mọi người thấy mặt của mình tái mét luôn rồi mọi người biết. Con ma nó chụp tóc của mình hả? Dạ. Rất là sợ. Bây giờ thì mình sẽ chơi tiếp trò tiếp theo nha. Dạ. Là trò vòng cáp treo du lịch trên không mọi người. Đi. Vô đi mấy đứa ơi. Hai tầng người rồi, hai tàu nha. Cái này dạng như là mình vừa đi vừa tham quan vậy đó. Như là cáp treo ha. Dạ. Lên, lên luôn. Đi. À, giờ thì Sang với mấy đứa sẽ chơi trò tiếp theo nha mọi người. Là chơi cái thuyền này nè. Lắc qua lắc lại nha. Ở đây thì có vé rồi nên Sang mấy đứa khỏi cần phải mua. Anh ơi, ngồi chung hả? Rồi. Sao? Ngồi yên nha, cái này nó cụp xuống nè, lấy cái tay ra hậu. Chơi trò chơi cảm giác mạnh nha mọi người. Năm cho chặt bay cái vé mà. Cầm. Đừng có gạt tay quá, mồ hôi cái này gạt xuống mà. Cái cảm giác rất là hồi hộp luôn. Mình sợ không Minh? Dạ sợ anh sợ. Nhưng mà ráng chơi đi cho biết cái cảm giác mạnh như thế nào ha. Dạ. Coi nó có bằng cái trò chơi đu dây ở dưới quê mình hay không nha. Dạ. Sang với mấy đứa đang đợi cho mọi người lên thuyền đông đủ rồi bắt đầu là chơi nha mọi người. Đáng ra chắc mình phải ngồi ở trên đó. Nó đỡ sợ hơn á. Ngồi giữa như nó lắc ghê lắm hay sao không ai ngồi giữa. Rồi xuống mấy đứa ơi, kéo xuống. Rồi kéo xuống. Rồi được chưa? Rồi tự hạ xuống hả? Rồi nắm cho chặt nha. Giờ thì mọi người không sao. À cũng nhẹ nhàng thôi. Giống như đưa giọng á mình. Dạ. Có sợ không mình? Dạ sợ anh sợ. Giống đưa giọng á mà. Nó đang bắt chướng mọi người ơi. Thấy chóng mặt rồi đó. Chưa rồi em thấy chóng mặt rồi đó. Càng cao à. Đúng rồi. Càng ngày nó càng cao. Giống như cái tim mình rớt lại đó vậy. Bao giờ nó mới dừng lại? Có khi nào nó quay lên trên luôn không? Đúng, lại.
mắt tài ơi, cho xuống xuồng đi, chịu hết nổi rồi. Đây, nó bay bổng chưa? Có tài ơi, cái kia một người nó nặng chịu. Càng cao chứ không, càng ngày càng lớn. Hết rồi, hết rồi, bên đây xuống rồi, bên đây xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi, không sao. Xuống rồi, xuống rồi. Ổ không anh? Dỡ mà. Thôi vậy xuống nha. Thôi dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Vậy là Sang với mấy đứa cũng đã tham quan xong cái trò chơi thuyền rồng. Sao mình ổn không? Dỡ nghe sợ. Ổn quá, hơi sợ thôi đúng không? Dạ. Cái cảm giác của Sang bây giờ rất là chóng mặt luôn. Tại vì mấy cái việc mà đu quay như vậy thì Sang rất là hiếu. Nên mọi người thấy không, chơi xong thì Sang dạng như trúng gió luôn mọi người. Nên thôi kêu mấy đứa là qua bên đây có một cái quán ăn á, ngồi xuống, Sang với mấy đứa sẽ ăn uống cho no để tiếp lấy sức tiếp tục chơi nha. Dù mệt nhưng mà hôm nay Sang sẽ cố gắng là chơi hết những cái trò chơi mạo hiểm để trải nghiệm cái cảm giác của nó nha mọi người. Thôi giờ ăn đi rồi tiếp tục nha mấy đứa. Rồi cầm nước dừa lên vô một cái nè. Đây, sẽ kêu đây nước dừa nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Đây cửa văn nè. Uống đi. Uống đi rồi lấy sức chơi tiếp nha mấy đứa. Rồi uống đi, uống ăn cơm. Không mời tất cả mọi người. Rồi ăn cơm đi Minh. Đủ ăn muỗng nè. Rồi giờ sẽ ăn xong rồi mình chơi tiếp nha mọi người. Còn đang đói như thế này thì không có sức chơi đâu. Mấy đứa lại tiếp tục chơi cái trò này nha mọi người. Trò này là trò thuyền bay nha. Ở đây thì Sang có 6 vé, 7 vé. 7 vé. Hai người một ghế. Dạ, hai một người một ghế. Rồi hai người một chỗ. Xuống dưới, xuống dưới. Anh với mình. Rồi chuẩn bị chưa? Rồi đi thôi. Chiếc máy này khởi động mọi người. Thôi đi thôi, chuẩn bị bay thôi. Ôi xin nhanh đi. Không ổn lắm rồi chị ơi. Chóng mặt rồi. Cái này nó xoay tròn mọi người. Ôi. Nó đẩy anh qua việc không à. Có dịp chắc không? Dạ. Ủa sao mình cao như vậy? Ở trên kia là sợ lắm. Cái cảm giác là nó lắc mình lên, lắc mình xuống đó mọi người. Sắp tới mình rồi đó. Được. Nó lắc cái này đã ghê á. Đã quên. Sao quên được lắc nhiều vậy ta, mình không được lắc luôn. Cái trò chơi này á thì không quá đáng sợ nha mọi người. Mình có thể trải nghiệm được nha. Hết một vòng bay nha mọi người. Giờ thì mình sẽ leo xuống thôi. Rồi xuống thôi. Cảm giác cũng bình thường phải không mấy đứa? Cũng không quá đáng sợ nha mọi người. Giờ mình sẽ đi trò khác. Cái dám chơi không? Tự động nè mọi người. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ mua mấy chai nước nha. Để tiếp tục chơi trò chơi tiếp nha mấy đứa. Rồi bỏ tiền vô. Nhớ đâu. Hư à? À lấy tiền rồi. Đây
lấy đi Tâm. Một lon Pepsi nha mọi người. Ô cái này. Đây đây đây. Lấy đi mấy đứa. Lấy đi. Còn một chai nữa. Đây, rồi lấy luôn đi Tâm. Tiếp tục mua hàng. Một chai nước cam. Đây, lấy đi Tâm. Sang mua ở đây mấy chai nước ngọt nha mọi người, để cho mấy đứa uống giải khát. Rồi tiếp tục chơi trò chơi nha. Ở đây thì mọi người thông cảm là cũng hơi ồn một chút á. Chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái trò chơi vòng xoay vũ trụ nha. Nhưng mà trò này thì xin phép mọi người là Sang không chơi, mọi người không dám chơi. Để cho mấy đứa nó chơi thôi. Tại vì Sang cảm thấy chóng mặt quá. Rồi dăng lên trải nghiệm nha. Đây là cái vòng nha mọi người. Mình sẽ ngồi lên cái ghế chỗ kia nó xoay mình như thế này. Ngồi dăng lên đi. Dăng ngồi chung với mình nha. Bây giờ thì mấy đứa sẽ bắt đầu là vào cái ghế ngồi ở đây nè, để chuẩn bị chơi cái trò chơi vòng xoay vũ trụ này nha. Buông tay ra đây. Từ chú làm cho hết á. Rồi. Dịch chắc nha, quay dữ lắm đó nha, dịch này nè, chắc nha. Đấy, bây giờ thì mấy đứa bắt đầu chơi này. Dẫn lên Tâm. Thấy trò chơi ở phía trên kia không? Đấy. Đây là trò chơi tàu lượn siêu tốc nha. Giờ thì anh với mấy đứa sẽ chơi trò này nha mấy đứa. Dạ. Rồi đi lên kia đi mấy đứa. Đây là cái trò chơi mà Sang với mấy đứa sẽ trông đợi nhất cho mọi người. Tại vì trời phía trên đang chuyển mưa á, nên sẽ tranh thủ chơi trò này trước. Xong rồi còn những trò chơi còn lại thì Sang với mấy đứa sẽ chơi sau nha. Chứ không là một hồi mưa sẽ không chơi được các mọi người. Đây đường này. Cái vé của anh đâu? Từ vé anh đâu? Rồi đi. Mấy đứa lên. Mình ở nhà là rất là trông đợi để chơi được cái trò này. Nhưng mà xác định là chơi cuối cùng. Nhưng mà trời phía trên là chuyển mưa nên tranh thủ chơi trước nha. Chứ không hồi mưa là không chơi được. Hy vọng là đừng có mưa. Thôi ngồi chờ đợi thôi. Chờ đợi tới lượt nha. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ ngồi đây để chờ đợi người ta đi hết một vòng á, quay trở lại đây. Thì mình mới bắt đầu chơi nha mọi người. Cũng đã tới nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lên tàu lượn nha. Đi lên. Ao
ngồi ghế kia đi Văn. Anh với Minh ngồi ghế này. Anh với gì ngồi ghế này, này này Việt. Rồi hai đứa vô ngồi đây ngồi đi. Ngoài, thấy ngoài. À, bỏ hai tay ra ngoài. À, như vậy. Xong. À, vậy là xong nha mọi người. Minh ơi. Minh đâu? Minh ngồi phía sau hả? Dạ. À, Sang không dám ngồi đầu cho mọi người, ngồi thứ hai thôi, cầm này cho anh đi. Nhanh việc. Rồi, tay mình sẽ dịnh đây cho chắc ăn nha mọi người. Bắt đầu khởi hành nha mọi người. À, mình cảm giác sao vậy? Sợ. Hơi sợ đúng không? Tại vì đang lên như này là người mình nó sẽ ngửa về sau cho mọi người. Tháo phát là thả xuống luôn á. Rồi vững chắc nha. Chuẩn bị đó. Tới rồi. Ô mát ghê ta. Đó chuẩn bị đó. Vô đường hầm. Điện thoại rồi, cái điện thoại anh cũng đó rồi. Cảm giác không sợ nhưng người rất là đã luôn, nhưng coi cái là hơi ngắn. Rồi mấy đứa lên chơi vui vẻ nha. Ở đây có trò chơi gọi là đĩa bay nè mọi người. Sẽ cảm giác là nó sẽ xoay xoay á. Nên sẽ cho mấy đứa lên chơi trò chơi này trải nghiệm thử. Cái này thì nó cũng sẽ cảm giác giống như cái thuyền rồng khi nãy á. Nhưng mà không biết là nó có mạnh như vậy hay không. Đây nó đưa lên đưa xuống này. Sợ không? Không à? Nhẹ quá à? À cái này nó xoay nữa. Rồi xuống thôi. Không sợ hả? Giờ thì mình đi kiếm cái trò nào mạo hiểm hơn để chơi tiếp nha. Dạ. Cái trò này thì mấy đứa nó bảo là không sợ lắm mọi người ơi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thôi. Đi mấy đứa. Vé này mọi người có một cái vé là xem phim 3D nha. Đây là cái khu vực xem phim mô hình 3D đi. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ vào để xem nha. Trò chơi 3D này mọi người thì nó cảm giác giống như là mình đi tàu lượn siêu tốc vậy nha. Nó sẽ đưa mình lên, đưa mình xuống qua kiến 3D. Nhưng mà cái cảm giác thì nó sẽ hơi chóng mặt hơn nha mọi người. Với lại là nó sợ hơn là cái tàu lượn siêu tốc đúng không mày đó? Dạ. Bây giờ thì đi kiếm trò chơi mạo hiểm chơi tiếp nha. Là cái trò này mọi người, cái trò đĩa bay hành tinh lạ này nè. Nó có một cái cây giống như trò thuyền rồng nha, nó lắc qua lắc lại mà cái này á nó cộng theo một cái là nó sẽ xoay vòng tròn nha. Dạ. Giờ thì mấy đứa có dám thử cái này không? Dạ. Dám đúng không? Rồi. Lên. Đi qua kia.
Giờ thì mấy đứa sẽ lên để mà trải nghiệm cái trò chơi đĩa quay hành tinh lạ đây mọi người. Đây này. Cái cảm giác của Sang thì Sang thấy là nó sẽ rất là sợ luôn á. Giờ thì Giang sẽ cầm cái máy quay lên đó để chơi trải nghiệm nha. Còn xin phép mọi người là Sang sẽ không dám lên, tại vì Sang cảm thấy chóng mặt á. Nên Sang có lẽ sẽ đứng dưới để quay cho mọi người xem thôi. Rồi mấy đứa lên chơi vui nha. Giang lên đây nha. Không ngồi bên kia đi. Chơi. Cái nặng. Mấy đứa thì nó để dép ở dưới á mọi người. Anh bảo vệ là phải lấy dép lên, tại vì dép nó sẽ rớt xuống dưới đây á. Bây giờ thì cái trò chơi này bắt đầu là nó sẽ lắc này. Cái trò này á thì nó sẽ ghê hơn trò thuyền rồng, là nó sẽ xoay vòng tròn như thế này nè, rồi nó còn lắc nữa nha. Đã không? Đã không? Rồi đây đây. Cái trò này đưa mình lên rất là cao luôn nha mọi người. Vậy là xong trò chơi nha mọi người. Cảm giác sao Minh? Em sợ anh Sang. Sợ hả? Sợ hơn cái trò kia không? Sợ. Sợ nhất luôn hả? Tại vì Sang đứng phía dưới Sang nghe tiếng mấy đứa la rất là to luôn. Còn vé nào đứa nào chơi nữa không? Chơi nữa hả? Hầu à? Còn hai vé à? Vậy là Quỳnh với Hậu chơi chưa đã nên Quỳnh với Hậu chơi thêm một lượt lượt nữa nha. Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa cùng ra đi một vòng suối tiên và chơi tất cả những cái trò chơi mạo hiểm ở phía trong đây rồi hả mấy đứa? Dạ. Và mấy đứa thấy á là cái trò chơi nào là cái trò chơi sợ nhất? Dạ, cái đĩa bay đó. Cái đĩa bay là sợ nhất đúng không? Dạ. Còn những trò khác mấy đứa bảo á là mình có thể chơi được cho mọi người, nó không quá đáng sợ. Có trò chơi đĩa bay này nè, nó đưa lên cao rồi nó xoay vòng tròn á thì nó tạo cái cảm giác rất là sợ luôn. Hôm nay chơi có đã không mấy đứa? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đói bụng rồi đúng không? Dạ. Nên bây giờ thì anh sẽ dắt mấy đứa lên phía trên thành phố để mình ăn một cái bữa ăn thật ngon nha. Dạ. Giờ thì mình đếm 1, 2, 3 rồi sẽ khởi hành đi với mấy đứa. Dạ. Rồi 1, 2, 3. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã di chuyển tới một cái nhà hàng rồi nha mọi người. Hôm nay á, để ăn mừng 4 triệu 4 người đăng ký á,
ai sẽ đãi mấy đứa một bữa ăn thật ngon nha. Dạ. Đây là một cái bữa, đây là một cái nhà hàng sushi nha mọi người. Sang với mấy đứa sẽ ăn sushi kiểu Nhật để cảm ơn mấy đứa vì trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng với Sang để giúp đỡ cho kênh YouTube của mấy anh em đạt được cột mốc 4.4 triệu đăng ký nha. Còn thì Sang cũng vừa mới kêu món xong mọi người. Món chủ yếu của nhà hàng này là những cái phần sushi, những cái phần cá nha mọi người, cá sống để ăn cho biết nha Minh. Dạ. Ăn cho thật no nha, để lấy lại sức nha. Dạ. 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 À, nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã kêu món rồi nha mọi người, nhưng mà món chưa lên đủ á, nên Sang với mấy đứa sẽ đợi khi nào món lên đủ hết á thì mấy anh em sẽ ăn nha mấy đứa. Dạ. À, ở đây thì Sang kêu là một cái món salad này, bánh xèo Nhật nè, rồi con cá Nhật nữa. Ở đây là con bạch tuộc nha mọi người, bạch tuộc nướng cay. Nãy giờ thì đồ ăn cũng đã dọn lên xong hết nha mọi người. Ở đây thì có một cái thuyền sashimi nè, bên đây thì có món cá ngừ đại dương nè, đây có bánh xèo Nhật nè, có cá đắng nướng muối, tôm. Ở bên kia có cái món gì lạ nữa không? Vậy là thôi đúng không? Tất cả đồ ăn thì cũng đã đem lên xong rồi mọi người. Nay thì anh đã cho mấy đứa ăn mừng 4.4 triệu đăng ký ha. Bây giờ thì mấy đứa ăn cho thật ngon nha. Rồi cầm ly thôi. Mấy anh em mình vô một cái. Ủa ly của anh không? Rồi 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Giờ thì mấy anh em mình sẽ ăn nha. Cố gắng là ăn kêu nhiều món lắm, cố gắng là ăn hết nha. Tại vì bên kia là có một cái nồi lẩu đó mọi người. Thôi giờ đây, cái này mấy đứa gắp một ít như vậy nha, cho vô nước tương. Quậy lên, cái này là mù tạt nha mọi người. Rồi cứ gắp đi, cho vô nước tương. Ngon lắm, mình cho đại nhiều đi, gắp cho đã. Rồi quậy lên mình. Rồi quậy đó. Thôi bây giờ mà mọi người cùng với Sang mình sẽ ăn món khai vị đầu tiên ha, là món salad trộn mọi người. Rồi mọi người ăn đi mấy đứa. Rồi mình ăn thử. Dạ, mời mọi người nha. Con mời mọi người nha. Thấy khỏi chấm, với là ăn đi. Con mời tất cả mọi người. Rồi, ngon mình. Đúng không? Mời tất cả mọi người. Gắp hết mấy cái mực này vô luôn nè mấy đứa. Đây nè mình. Đó. Giờ mình sẽ ăn tiếp theo tới cái món này nha mấy đứa. Dạ. Đây là cái món nguyên cái chiếc thuyền, gồm có cá hồi nè. Cái này sao biết là cái gì? Thịt bò, tôm, bạch tuộc. Có hàu với lại một ít gừng nha mọi người. Giờ thì ăn đi mấy đứa. Mình thích ăn cái nào ăn cái đó nha, gắp đi. Dạ. Thầy Sang sẽ gấp một miếng mực nha. Mấy đứa ăn cá đi, ăn cá này nè, cá hồi nè. Ăn thử cá hồi đi nè. Cái này là cá hồi sống nha. Gấp từ ngoài vô. Rồi, gấp nguyên miếng luôn. Thầy Sang xin Sang gấp thêm một ít củ cải nè. Rồi mình chấm vô đi. Chấm nhiều vô. Rồi. Con mời cắt tạm người. Sao vị sao? Rồi nhai đi, nhai đi. Thì dạ. Sao? Nó mềm ha, nó là sao? Nó nồng. Nó nồng hả? Rồi nhai đi, xíu nó hết nồng. Nồng lắm không? Ra đúng không? Tôi giờ sẽ sang nha mọi người. Đây, mời mọi người nha. Sang ăn bạch tuộc thôi, sang không ăn cá được mọi người. Cái bạch tuộc ăn ngon rồi. Mấy đứa gấp á, gắp thêm miếng chanh với lại miếng củ cải với à. Đây là cái gì ta? Gắp đi mấy. Đây. À đây chắc là miếng cá mọi người. Miếng cá hay miếng thịt vậy mà mọi người. Nó béo. Cái sashimi phía trên đây cho mọi người. À, có lẽ là sang những đứa chưa có quen đồ ăn sashimi á, nên cảm giác ăn thì nó hơi khó một chút, nên thôi giờ đổi qua mấy cái món này ha. Đây là cái bánh xèo Nhật. Đây đây, gấp ra dĩa đi mấy đứa. Đây thì người ta cắt sẵn rồi. Đây của Minh nè. Đây, mời mọi người ăn cùng với Sang một miếng bánh xèo nha, để thử xem là cái này nó khác bánh xèo Việt Nam không.
Cái này dễ ăn hơn nè. Còn mấy cái sashimi thì sang với mấy đứa ăn chưa hợp lắm nữa. Chắc là phải ăn nhiều lần mới quen được. Ở đây thì có một cái tô sashimi cá ngừ đại dương nè mọi người. Ở đây là có 6 miếng rồi cho 6 đứa ăn nha. Cho mấy đứa nó ăn, thôi gấp đi, gấp đi, mỗi đứa một miếng. Xong rồi gấp một miếng chanh bỏ lên trên. Đây. Thôi Trường. Cái miếng nó nhỏ mà. Chấm lại đi, chấm ít vô là nó tanh á. Rồi, ăn thử cái đó. Quỳnh ăn đi. Con mời mọi người. Thế sao rồi? Rồi ăn đi Vinh. Con mì có cầm rồi. Do là có 6 miếng thôi nên Sơn sẽ để cho mấy đứa ăn. Để mấy đứa không cắn được đâu, chắc là nhai một lần một hết luôn á. Ngon hả? Ngon hả? Đâu sao không hết đúng không? Để cho anh thử miếng anh. Cầm 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 phía dưới mình. Đây, một miếng cá ngừ đại dương nha. Chấm cho người ta ăn thử. Quỳnh nó bảo là ngon nên Sơn sẽ ăn thử nha. Đâu có tanh gì đâu, mình xào à. Ngon. Béo. Ngon Minh. Cái này ăn được đúng không? Dạ. Hồi nãy là cá hồi kia là Minh nó không ăn được mọi người, nhưng mà cá ngừ thì Minh ăn được. Những cái món ăn sang gọi á toàn là những cái món sashimi cá sống với hàu sống này kia thôi. Sợ là mấy đứa ăn nó không có no đó nên sang gọi thêm ở đây một phần sushi nữa nha. Giờ thì mấy đứa gấp sushi ăn đi. Thích ăn cái nào gấp đó nha. Đây là sushi cơm cuộn, có cơm, có cá, ô có tôm nướng nữa. Thôi mời mọi người nha. Cái này chấm với nước mắm à. À chấm mù tạt, mời mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người. Cái này ngon ha. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã ăn xong mấy món rồi nha mọi người. Bây giờ tới món cuối cùng ha, là món lẩu. Thôi giờ mà mọi người cùng với Sang với mấy đứa mình sẽ ăn lẩu. Rồi chuẩn bị đi về nha. Tại vì từ cái chỗ này mà về tới nhà Sang á cũng mất khoảng tầm vài tiếng mới tới nhà. 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi gì đó. Nên tranh thủ là ăn uống xong rồi về nha. Giờ cũng là 6 giờ rưỡi rồi mọi người. Ăn đi nha. Cứng quá rồi. When everyone folds your fork still holds your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like a man. Hôm nay đi chơi có vui không mấy đứa? Vui. Đồ ăn ở đây thì có ngon không? Ngon. Hôm nay thì nhân dịp với kênh YouTube của Sang đáng được cột mốc 44.000 đăng ký thì đại cho mấy đứa cũng như là nhắc mấy đứa đi chơi một ngày cho thật đã ha. Bây giờ thì là 7 giờ tối rồi mọi người, nên Sang với đứa cũng ăn xong rồi. Giờ thì mình sẽ khởi hành đi về nha. Từ đây mà về tới nhà Sang thì mất khoảng tầm 3 tiếng rưỡi, chắc là khoảng tầm 11, 12 giờ đêm á thì mới về tới nhà. Nên thôi giờ cũng tranh thủ ha. Clip này thì cũng dài rồi nên Sang có lẽ sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa hãy cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang. Còn bây giờ thì Sang với đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.